Cầu vượt dành cho người đi bộ trên phố Chùa Bộc, đoạn gần Học viện Ngân hàng thường ít người đi qua. Kể cả khi phải chen lẫn giữa những dòng xe cộ đông nườm nượp, thì đó vẫn là lựa chọn của nhiều người. Đi bộ lên cầu thang nó kiểu mỏi chân, đi ở dưới lòng đường thì nó tiết kiệm được thời gian hơn, nhất là khi mà mình đang vội. Nhưng cũng có những người, dù muốn thì vẫn phải hạn chế đi lên cầu, bởi ngần ngại phải đối mặt với những rủi ro. Không có gì để giám sát, đảm bảo an ninh an toàn cho người đi bộ trên những cây cầu này. Bạn tôi đã gặp người xấu ở trên cầu đi bộ và bị người xấu ấy đuổi theo nên là hạn chế đi qua cầu đi bộ. Buổi tối khi mà tôi đi qua cầu đi bộ thì nó khá là tối nên là tôi thường chờ có người lớn hoặc là có ai đấy đi đằng trước tôi để tôi đi theo. Khi cầu đi bộ vừa có mái che, vừa được che kín bởi các biển quảng cáo thì sẽ bị chiếm dụng theo nhiều cách khác nhau. Đó có thể là nơi ở của người vô gia cư hoặc nơi trú chân của những gánh hàng rong. Họ sẽ vội vã rời đi khi thấy lực lượng chức năng hoặc chiếc máy ghi hình. Qua quá trình sử dụng ấy, có một cái bất cập gây cảm giác mất an toàn. Cái thứ hai ấy, là cái kết cấu, cái kiến trúc của cái cầu đi bộ đó nó chưa đẹp và thậm chí là nó không thuận lợi cho cái người đi bộ. Chẳng hạn như là các cái đường dẫn ấy, nó dài và các cái bậc nó hơi cao cho nên người ta ngại. Hà Nội có khoảng 70 cầu dành cho người đi bộ. Rất nhiều trong số đó là không thân thiện với người sử dụng. Chỗ thì bậc lên xuống quá cao, khó đi lại với người lớn tuổi. Chỗ thì bị che chắn quá kỹ bởi những tấm biển quảng cáo đem lại cảm giác bất an. Tất cả trong số đó đều không được thiết kế dành cho người khuyết tật. Những điều này cần phải thay đổi để cho cầu đi bộ thật sự là an toàn với tất cả mọi người.